Xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn đang xem video. Hôm nay em làm cái mẻ đậu dưỡng nhan, bột đậu dưỡng nhan, dưỡng tử cung, dưỡng thận, ấm tử cung, ấm dạ dày, khỏe dạ dày. Em cho quay cho cả nhà cùng xem ấy. Cái bột đậu em vừa mới hấp chín thì bỏ ra thì nó vẫn còn đang có khói đây. Quay này nhìn không rõ khói. Sau khi mà em ngâm đậu để cho nó nảy thành giá như này này, thì cho nó phá vỡ những cái enzyme liên kết của hạt và những cái enzyme khó tiêu hóa khi mà mình ăn mình sẽ không hấp thụ được ấy, làm cho nó biến thành dạng protein rất là dễ hấp thu và có nhiều khoáng chất cũng như là vitamin. Thì em sẽ dùng cái bột đậu này cùng với lại bột vừng đen. Vừng đen cũng phải ngâm nảy mầm như thế này. Rồi gạo lứt đen cũng phải ngâm nảy mầm với dâu tằm đen, kỷ tử đen. Sau đó thì em trộn các cái vị này với nhau bằng cách là ngâm nảy mầm, hấp chín, phơi nắng để hấp thụ dương khí, rồi rang vàng, hạ thổ, rồi xay thành bột mịn để dưỡng tử cung. Phụ nữ chúng ta sau khi sinh xong thì rất hay bị lạnh tử cung và sinh ra nhiều loại bệnh mãn tính, thậm chí nguy hiểm có thể là ung thư. Nhưng mà chúng ta thường thì không để ý đến những vấn đề này, mà chúng ta chỉ nghĩ rằng là ăn hoặc uống thuốc là chúng ta có thể khỏi. Thế nhưng mà thật ra có những loại bệnh mà chúng ta chữa bằng đông y hoặc thuốc nam ấy thì sẽ tốt hơn rất là nhiều, chữa được hẳn tận gốc của nguồn bệnh, nguồn gây bệnh, thì chúng ta sẽ không phải lo lắng về cái chuyện chúng ta ốm yếu hay là mắc nhiều bệnh mãn tính khi về già. Em tuy còn ít tuổi nhưng mà em cũng rất là chịu khó nghiên cứu về đông y, bởi vì bà em gọi là cụ đấy, bà ngoại của em, cụ của con em ấy, thì là làm ở bệnh viện thành phố và là làm bên khoa đông y. Ngay từ khi còn bé thì mẹ em cùng với các cậu của em cũng đã đi theo cụ lên trên rừng để hái lá thuốc về băm phơi, cho nên là ngay từ bé đã biết rất là nhiều những bài thuốc về đông y, và cụ cũng áp dụng cho nhiều loại thuốc chữa bệnh cho con cháu mà gần như là rất là ít khi phải đi bệnh viện, trừ những bệnh rất là khó chữa nhá. Thế nhưng mà trộm vía là mọi người đều lớn lên khỏe mạnh và rất là ít bệnh, cực kỳ ít ốm vặt. Nên em chia sẻ những bài thuốc này cho cả nhà cũng có thể tự làm chứ không cần phải đặt mua, vì nó cũng cực kỳ là dễ. Năm cái loại mà em vừa nói đó, xay ra thành bột mịn, sau đó thì chúng ta sẽ uống kết hợp với đường mía hạt thủ ô. Nghe đường mía hạt thủ ô có nhiều người thì nghĩ rằng là nó đã, ví dụ như kể cả ví dụ tiểu đường nhé, là phải kiêng đường, tại sao mà lại đi còn uống đường hạt thủ ô. Nhưng không phải, chúng ta thường là chúng ta hay bị thừa đường âm và chúng ta thiếu đường dương. Đường dương là đường hạt thủ ô, nó sẽ vào nó cung cấp năng lượng cho tế bào, nuôi sống tế bào. Và những cái ngày mà trời rét như này, rất là rét ấy, thì thường thì người già hay ho hắng, hay trẻ nhỏ ho hắng. Thế rồi chúng ta nên uống những cái loại bột này cùng với lại đường hạt thủ ô, mật ong, thì chúng ta sẽ chữa được những bệnh này nha. Những bệnh như là thời tiết đổi mùa, rồi đau nhức mỏi vai gáy, mệt mỏi, tê bì tay chân, lạnh chân lạnh tay, hay là ho, sổ mũi, hắt hơi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, thì trong cái bài thuốc mà em chia sẻ này nói chữa hết nhá. Và khi mà chúng ta uống ấy, trong những ngày đầu dùng thuốc, chúng ta ho sẽ mạnh hơn này, để tống đờm, trục xuất đờm ra khỏi cơ thể nhá. Và chúng ta sẽ đau hơn rất là nhiều, ví dụ như là đau mỏi vai gáy, tê bì tay chân, chúng ta sẽ đau nặng hơn, bởi vì giống như kiểu nó đang công thuốc ấy. Những cái chỗ mà đau đấy chính là những chỗ chúng ta có bệnh, chúng ta sẽ phát hiện ra là bệnh của chúng ta nó nằm ở đâu. Và cái thứ hai nữa là khi mà chữa bệnh ấy thì cả nhà nên ăn ít những đồ đạm thôi, có thể ăn hoa quả, rồi rau xanh, rồi cá, tôm, thay cho thịt đỏ như thịt bò, thịt trâu, hay là những cái đồ như thịt gà,
Đó, chúng ta tạm thời chúng ta ít dùng những thứ đấy. À, ít ăn đồ quá là bổ, dê cừu gì đó. Thì chúng ta ăn thanh đạm đi để cho cơ thể nó từ từ nó chữa lại bệnh, và chúng ta ít ăn cơm thôi, chúng ta có thể chuyển sang dạng mềm như cháo rồi cháo bột để cho dạ dày mình nó được nghỉ ngơi đó, nghỉ ngơi và nó được chữa bệnh chữa lành. Đó em đảo mà nó khói này này. Thế còn thì tất nhiên là mỗi người có một kiểu chữa bệnh khác nhau, và nhiều người thấy em chữa như này thì có khi sẽ công kích, bởi vì ôi thế thì bệnh viện cái đó đóng cửa hết là không phải đâu nhá. Bệnh viện thì sẽ vẫn thực hiện cái chức năng của bệnh viện chữa những bệnh ngoại khoa như là mổ xẻ hay chữa bằng thuốc nhanh cắt cơn đau cho bệnh nhân. Còn những cái loại mà chữa bằng thuốc nam như này thì tất nhiên nó sẽ chữa từ từ, chữa gốc rễ bên trong, chúng ta không thể nôn nóng được, và nó rất an toàn. Em thấy nó an toàn vì toàn làm từ những cái thứ mà chúng ta ăn hàng ngày, cho nên nó không có gì đáng sợ cả. Chúng ta có thể vừa chữa thuốc tây và vừa kết hợp cả thuốc nam, chứ em không mong muốn rằng mọi người bỏ hết hoàn toàn thuốc tây nha, mà mọi người nên kết hợp cả hai loại, bởi vì cuộc sống của chúng ta thì sức khỏe vẫn là trên hết, có sức khỏe rồi mới có thể kiếm tiền rồi đi chơi đi du lịch rồi vui vẻ cùng cả nhà, chứ nếu mà ốm mà nằm trên giường nuôi tiền nó không còn ý nghĩa nữa. Em chia sẻ một cách rất là thiện chí, mong cho cô chú anh chị các bạn có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, và cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ.